Nguyên liệu để chuẩn bị làm món bánh bầu chiên thì Út sử dụng đây là một trái bầu này 900 g. Các bạn đi chợ mà thấy cái bầu giống như vậy nè, mình mua về ăn đi. Cái thịt nó rất là ngọt, ngọt hơn cái bầu mà trái suông suông các bạn. 50 g hành lá, 400 g tép nhỏ, mình lột vỏ hoặc là không lột, đem bầm sơ sơ ra cho nó nhỏ nhỏ vậy nè. Tiêu 1 muỗng cà phê, hạt nêm 1 muỗng canh, 5.000 dừa nạo và 100 ml nước lọc. Đây Út đổ vào đà dừa 200 ml để mình vắt lấy nước cốt dừa. Một gói bột bánh xèo hoặc là cái bột gạo, tùy theo mình sử dụng loại bột. Bột này 5 nửa ký. Theo cắt bột, bột này nâu. Lựa bầu non hay không non là mình khi mà mua á, chia sẻ luôn. Mình ấn cái dần lấy cái móng tay nè, mình ấn nhẹ vào. Thì khi mà ấn nhẹ thì nó vô là bầu nó còn non, nó không có bị hột các bạn. Mà cái giống bầu này mình mua khoảng chừng 1 ký trở lại thì nó non. Cái giống này nếu mà nước tới, phân tới á, là khoảng chừng 2 ký luôn các bạn, lớn lắm. Mình mua khoảng chừng 1 ký ngoài là nó thịt nó ngọt lắm, nó đúng lứa. Sau khi gọt vỏ thì mình nên đi rửa bỏ cái phần mủ và mình cắt mỏng mỏng. Mỏng khoảng chừng 1 mm các bạn. Rồi mình cắt nhỏ lại. Càng mịn thì nó bánh bầu của mình nó sẽ được ngon. Đây, cái bầu nó ngon, nó không có hột, nó chưa có được, chưa có dẻ nè. Giờ Út dốc nước dừa này, Út bỏ 200 ml nước này, Út đem đi nấu hơi sôi sôi á, nó ấm, bỏ vào cái dừa cho nó ra hết cái phần chất béo trong dừa. Giờ Út dốc trong cái bột có cái gói bột mới có dừa này. Út không xài nha, tại vì mua nước dừa nhà Út cũng ít ăn mức bén. Út xài cái dừa nạo 5.000 là đủ rồi. Giờ Út pha bột. Tiên thì Út đổ cái phần nước cốt vào. Mọi khi bánh bầu thì cũng có nhiều người ta làm bằng bột gạo cũng được. Thì Út thấy cái bột bánh xèo có sẵn nè, khỏi mua. Chừa cái phần cặn lại.
thì đổ cái phần nước lọc còn nè. Nói chung là khuấy cho cái bột nó tan ra hết. Giờ cái bột cốt đã quậy cũng tan ra hết rồi, bỏ bột nêm vào, tiêu. Và cái hành lá, nếu mình muốn thơm hơn nữa mình bỏ cái củ hành tây các bạn, mình cắt nhỏ 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 thành hạt lựu, bỏ vào mình chiên. Bỏ thơm vào. Mình ăn cay nữa thì mình bỏ tiêu nhiều nha. Mà cái bánh bầu này có tiêu nhiều thì nó ngon. Nó cay cay. Nhà Úc có mấy bé nên nó không có làm cay được. Bạn ăn bột ngọt được á, mình cho bột ngọt tí vào cho nó hòa quyện cái món bánh mình nó ngon. Rồi sau khi quậy đều thì Úc cho cái bầu này Úc cắt nhỏ nhỏ như nè. Khi cắt nhỏ thì mình cắt nhỏ xong thì không có rửa nước nha các bạn, rửa nước nó mất chất ngọt của cái bầu. Rồi trộn đều lên và bắt đầu mình chiên. Cái lượng nước này là tùy theo, nếu mà các bạn thích ăn bánh bầu nó hơi cứng thì mình cho khoảng chừng 800ml nước thôi, tổng cộng vừa nước cốt dừa luôn nha, là 800ml nước, nửa ký bột. Còn mà mình ăn hơi mềm mềm á thì mình cho 1 lít, bánh nó sẽ mềm. Thì Úc cho khoảng chừng 4 muỗng canh vào ăn. Này mình có thể chiên mỡ nổi hoặc là cái mỡ xâm xấp như vậy thôi. Dầu nóng này Úc múc bột là khoảng chừng chén như vậy nè, đổ vào. Úc chiên dưới lửa trung bình để cho cái bánh nó được chín. Mình có thể đậy nắp để cho cái bánh nó chín ở phần trên luôn. Cái phần dưới nó vàng à, vàng ít lợt rồi. Cái phần bánh đã chín, Úc chuẩn bị một cái khay và lót cái gì, cái thấm dầu. Cái bột trước khi mình chiên mình trộn đều lên và mình múc, nó không có bị ướt cái bột này.
ngọt để ăn kèm với bánh bào chiên. Đây Út sử dụng giấm, giấm này giấm nuôi bằng nước dừa nên nó chua thanh lắm. Út sử dụng 8 phần chén. Và đường, đường này Út sử dụng đường phèn thì giúp cho cái nước mắm giấm mình nó ngọt thanh, dịu hơn là cái sử dụng đường cát. Nếu các bạn không có đường phèn thì sử dụng đường cát cũng được. Đây 200g ớt, băm và tỏi, nước mắm. Giờ trước tiên thì Út đi nấu nước giấm. Bỏ đường và giấm vào một cái nồi. Nấu cho nó tan và cái nước nó hơi kẹo kẹo lại tí. Giờ Út nấu. Nấu với lửa trung bình thôi, đừng có để lửa lớn quá nó mất cái chất chua đi. Rồi mình phấy cho cái đường nó tan, đường phèn nó tan ra. Để Út nấu thêm tí nữa cho nó hơi kẹo kẹo lại tí. Đây, nước giấm và đường Út nấu nó hơi kẹo kẹo qua đó bạn. Để Út tắt bếp cho Út luộc. Tại vì cái phần đường phèn á, khi nó không có hay bụi bụi nên mình lược bỏ cái phần cặn. Nước mắm Út sử dụng 4 muỗng này và gần nửa chén. Út nếm thử coi nè, đủ độ ngọt chua chưa nha. Vừa. Giờ Út bỏ cái tỏi băm. Tỏi này mình ăn ít ăn nhiều mình bỏ. Ớt này Út sử dụng 3 trái nhỏ và băm nhuyễn. Vậy là có một tô nước mắm giấm chua ngọt để ăn kèm với bánh bào chiên. Cái làm bằng giấm nè, chua ngon thanh lắm bạn. Và cái đường phèn như cái này nè, Út chiên với dầu thêm sắc ít vậy thôi. Út mời các bạn và cả nhà ăn bánh bào chiên cùng gia đình Út nha. Nhưng mà nó rẻ. Thế vậy mình căng ra không có. Đấy. Ăn cái vị nó bề bề này nó giòn. Cái bầu này nó ngọt. Bầu kia nó không có ngon bằng bầu này. Bầu này bầu xưa, bầu kia nó ăn nó cái chắc. Bầu này nó cái đít bự. Còn kia xuông được à. Nó ngon cái đít bự á. Bánh nó mềm. Mình ăn không cần ăn qua cải cũng ngon. Nước mắm giấm chua ngọt nè. Cái giấm nuôi bằng dừa á. Ăn cái vị nó ngọt thanh, chua thanh, nó không có chua. Giống như là mình nuôi chuối. Ngon hơn. Hơn nó không là ngon. Người ta nói ngon hơn nuôi chuối. Nó ngon mà. Nước chuối là cái nước giấm nó hơi đục, nó cũng ngon. Mình ăn không chấm với nước mắm giấm cũng ngon. Không cần ăn rau. Không có rau không ngon. Không mà có cái bầu á. Nửa ký bột và một trái bầu này 900g mà vừa luôn. Nó có vị bầu, nó ngọt. Ăn nó không có ngán. Bây giờ bột vừa đủ độ béo luôn. Mình mua 5.000 nước cốt dừa. Giờ vừa đủ luôn. Không béo. Không béo quá. Này ăn không có ngán bằng bánh xèo. Tại nó có chất bầu á, nó ngọt hơn. Thì video cốt món bánh bào chiên đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha.